Ở miền Tây, ngoài tôm cá, lúa gạo, còn có nhiều loại rau đồng. Nhiều đến nỗi bước ra khỏi cửa là gặp rau. Có những loại người ta không gọi rau mà gọi là cỏ hay cây thuốc, nhưng có mặt trong bữa cơm thường ngày với tư cách là rau. Mộc mạc lắm, nhưng rau đồng sẽ là món ăn khó quên đối với những ai xa quê. Người miền Tây ngày trước sống ung dung trên quê hương đồng đất của mình, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến món ăn. Thiên nhiên có sẵn mùa nào thứ đó, loại thực phẩm nào, làm món ăn gì, ăn kèm với rau gì đều do thiên nhiên cung cấp. Quanh nhà chỉ cần trồng vài bụi sả, vài cây ớt, một ít rau nêm. Trong bếp chỉ cần nuôi hũ giấm, hũ cơm mẻ là đủ. Bữa ăn thường ngày, chiên, xào, nấu, nướng, kho đều ăn kèm các loại rau đồng. Đầu mùa mưa lại là mùa của rau đồng với vô số loài rau nước, đặc biệt là tại các địa lạng Dũng Trâu nằm. Rau muống, rau dừa, bông súng thi nhau mọc lên, và nó dược theo nước nên xanh non mượt mà. Có thể kể ra những loại rau quen thuộc không thể thiếu trong một bữa ăn với mắm kho như bông súng, rau ngổ, rau đắng biển, rau mát, cù nèo, lá hẹ, mã đề, và đặc biệt là rau dừa. Cái loại rau ăn ngưa ngứa mà khó có thể thiếu với nồi mắm kho. Và hình như rau dừa chỉ dùng để ăn sống với mắm kho mà thôi. Còn đối với rau ngổ thì có thể xào, luộc hay lương đều rất ngon. Rau ngổ mọc trong mương giường như rau muống đồng và rau nhút. Nhưng loại rau này thường đâm tược thẳng lên phía trên nên dễ hái và ít nhiễm bẩn từ nguồn nước mà chúng sinh sống. Còn mùa khô thì trên mặt ruộng, liếp giường, ven các bờ mương cũng mọc lên những loại rau mới. Nào là rau cốc, rau dẹo, rau trai, rau đắng đất, rau má, cải trời, cải đất, càng cua, tàu bay, bồ ngót, nhãn lồng. Mà hình như mùa nào ở miền Tây cũng có rau đồng. Dưới nước có, trên bờ cũng có. Không thể thống kê hết, nhưng nhiều người cho rằng có không dưới 100 loại rau đồng ăn được. Nói đến rau đồng, không thể không kể đến rau muống đồng. Thứ món ăn giản dị, quá đỗi quen thuộc. Thứ thực đơn dai dẳng của những bữa cơm nghèo. Rồi ngẫm ra thì không có một thứ rau gì lại gần gũi và thảo hiền như rau muống. Thứ rau duy nhất có thể ăn suốt quanh năm, xào, luộc, nấu canh chua hay bóp giấm ăn với cá kho đều rất tuyệt vời. Muốn ăn một nồi canh rau tập tàng không cần phải đi xa, cứ quanh hè nhà ra sau giường là có đủ. Nào là rau dẹo, rau má, rau trai, cỏ mực, thuốc dòi, dòi voi, cỏ the, bạc bợ, nhãn lồng, không sao đếm xuể. Trong một nồi canh rau tập tàng như thế cũng chứa không biết bao nhiêu là vị thuốc nam. Nhưng cái thú nhất của nồi canh rau tập tàng là tự tay mình đi hái, tự tay chọn lựa trong bao loài cây cỏ mọc lên từ đất, được thưởng thức ngay những ngọn rau xanh còn đang ngọt ngào dòng nhựa sống, lượt tích lại cái tinh hoa của trời đất.
Nấu canh rau phải chịu khó rửa riêng từng loại rau. Khi nấu cũng vậy, khi nồi canh đã sôi, cho tép bạc hoặc tép chấu vào thì phải bỏ tuần tự các loại rau, từ loại lâu chín đến loại mau chín. Nêm thêm chút nước mắm cùng gia vị khác cho vừa ăn. Có người còn dùng mắm đồng để nêm thay nước mắm biển, gọi là canh rau dạo mắm. Còn khi ăn một bữa bánh xèo với hương vị đậm đà của các loại rau hoang dã thì người ta không nghĩ đến các loại rau trồng. Mà các loại rau hoang dã này cũng thật là đặc biệt, không phải trong vườn nhà ai cũng có. Và điều thú vị nhất là rau ăn bánh xèo này, người ta chọn hầu hết các loại lá, như lá lụa, lá sộp có vị chua, lá bông súng, lá cơm nguội, lá tra có vị chát, lá cách có mùi thơm. Ngoài ra còn có những loại lá cây vườn như lá cốc, lá xoài, lá chùm ruột, cát lồi, vân vân. Tất cả đều phải non mơn mởn và được liệt vào loại rau sạch hiếm hoi. Trong ẩm thực Nam Bộ có những món ăn dường như là để trình diễn các loại rau đồng, như mắm kho và món bánh xèo. Bánh xèo, mắm kho ngày nay đã nổi tiếng ở các đô thị, không mấy ai không biết. Nhưng nó đã được cải biên nhiều cho phù hợp với không gian của nhà hàng, quán xá, nên cái bản gốc đồng quê của nó cũng phai nhạt dần. Ngày trước, các loại rau đồng mọc nhiều đến nỗi không cách gì ăn cho hết. Giờ thì đã thành của hiếm. Hình như tất cả các loại rau đồng mọc cạn hay mọc nước cũng đều đã mất dần. Bởi với công nghệ sản xuất lúa luân canh 2-3 vụ trong năm, đồng đất không còn được nghỉ ngơi, không còn chỗ cho cây rau đồng mọc nữa. Mà có cố mọc đi chăng thì chúng cũng bị coi là cỏ, là đối tượng của các loại thuốc diệt trừ. Mất dần cộng rau đồng, văn hóa ẩm thực độc đáo của người Nam Bộ nghèo đi phong vị. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy thấm thía một điều. Thì ra, di sản văn hóa dân tộc đâu chỉ là những thứ hoành tráng, lớn lao, mà còn có những thứ rất cần, rất nhỏ, như con cá cộng rau đồng bình dị. Khi mất chúng mới nhận ra, mới nhớ, bởi nó quá quen thuộc ngay dưới bước chân mình từ khi chập chững biết đi. Rau đồng đâu phải là những thứ để làm no, nhưng cái vị ngon mọc lên từ đất, từ nước ấy đã làm nên máu thịt, nuôi lớn tâm hồn và tình yêu của mỗi người chúng ta với đất đai quê nhà.